Em được trường là đầu tiên là chi phí khuyến mãi gói mổ, thứ hai là chi phí khám, thứ ba là chi phí đi lại. Em cộng từ năm 8 tuổi thì là bây giờ là 6 độ. Mình đeo kính nhiều thì mình bị là mắt mình không có linh hoạt á, trời mưa thì mình sẽ không có nhìn thấy đường, đi bơi thì bất tiện là tháo kính này mình không thấy gì hết. Các bạn ở quản trị của em thì có giới thiệu em là đến bệnh viện này tại vì nó là uy tín. Em đang thấy là trên trang Facebook có thông báo là mình có chương trình sang đây ạ, cho nên là em cũng đăng ký để đi ra luôn. Em được trừ là đầu tiên là chi phí khuyến mãi gói mổ, thứ hai là chi phí khám, thứ ba là chi phí đi lại. Nhanh ạ, bác sĩ đưa mình lên bàn mổ là một hai phút sau là mình đã đi xuống rồi. Nó không có kinh khủng như là ở trên video. Em nghĩ là nếu mà có điều kiện với lại đủ sức khỏe của mắt thì mình nên mổ. Tại vì sau khi mổ thì mình có cảm giác là mình nhìn thế giới trong hơn, nó rõ hơn. Em cảm ơn bệnh viện mắt quốc tế D&D rất là nhiều ạ. Tại vì bác sĩ tận tình, các chị điều dưỡng, các cô y tá nói chuyện nhẹ nhàng và hướng dẫn rất là chi tiết ạ.